sao nó có ba cái cân mà nó có bốn cái trái vậy? Mẹ nào thì không mua cái cân nữa đi. Trang ơi, Trang ơi, vô dạy giờ làm tao đây. Dạy giùm mày đi. Sao vụ gì? Không hiểu được. Kỳ vậy? Cũng khó quá. Là do chương trình hay do mình ngu? Không phải đâu, chương trình nó dữ quá. Thằng nhà Trang nó cười sáng giờ. Nè, không Trang mày vô đi, tao nghĩ anh cũng biết bài này đâu chứ. Ủa mà mày học lớp mấy vậy? Kệ nó học lớp mấy, kệ nó đi. Để làm trợ lý với mình được rồi. Im lặng, im lặng, im lặng. Đâu? Nè. Quan sát quy luật rồi điền vào số thích hợp vào chỗ chấm. À, điền số hả? Quy luật. 3 thì cái này cái này nặng bằng mấy trái này. Nè. Ngu. Nhưng mà cái khúc này nè mới ghê nè. Gì ghê? Nè. Trái thơm mà bằng bao nhiêu cái trái này? Nè. Đâu khúc nào? Khúc này hả? Trái thơm. Đúng rồi, mà nó đâu có trong hình là trái thơm bằng mấy cái này đâu. Trái thơm. Ừ. Thấy không? Sao nó có 3 cái cân mà nó có 4 cái trái vậy? Mẹ nào thì không mua cái cân nữa đi. Trang ơi, Trang ơi, vô dạy giờ làm tao đây. Hiểu rồi. Quan sát quy luật rồi điền vào số thích hợp vào chỗ chấm. Nè, có nghĩa là cái này mẹo. Mẹo sao? Hiểu rồi. Nè con nhìn mẹ chỉ nè. 3 trái đúng không? Thì nó bằng 1 trái táo. Vậy thì táo bằng 3 trái này. Con ghi vô cái phần số 3 đi. Đúng không? Đúng không con? Con hiểu chưa? Nè, thấy 3 trái này không? 3 trái này thì nó mới bằng 1 quả táo. Xong rồi xuống dưới đây trái thơm. À, 2 quả táo thì bằng trái thơm. Đúng rồi, vậy là trái thơm bằng 2 quả táo. Sao con không ghi vô? Số 3. Đúng rồi. Vậy trái thơm này bằng 6 trái bồng bon này phải không? Đúng rồi. Nè, một trái này bằng 3 trái này. Ừ. Mà 2 bà này thì bằng bà đây. Ừ, đúng rồi. Đúng không? À, hiểu rồi. Thấy, con hiểu rồi mẹ, khỏi vậy. Tới cái khúc sầu riêng đó anh ơi. Gì? Sầu riêng nữa. Mệt quá, sao thì đi bán trái cây hay cái gì mà học chơi trái cây không vậy? Vậy thì cái này bằng mấy trái? Trái thơm nè, bằng 2 trái con. Đúng rồi, như giỏi khúc này, số 2. Vô, số 2 con. Con hiểu không, mà con hiểu không? Nó nhìn hình lấy biết khúc này nè. Tới rồi. Khúc này biết căng nè. À, rồi căng rồi đúng không? Ừ. Nè, bây giờ ba đố như, con nè, trái này thì nó bằng bao nhiêu trái này? Trái này nặng bằng bao nhiêu trái này? Trái thơm đó, nó bằng bao nhiêu trái táo? Một cái trái đen là trái gì vậy? Trái quỷ gì vậy? Trái nho đi. Cho đặt nó trái nho đi. Nè, có nghĩa là một trái thơm mà nó bằng 2 trái táo là mình đã điền đi rồi, thấy chưa? Nó bằng 2 trái táo. Thì trái thơm này nó bằng bao nhiêu cái trái nho này? Bằng mấy trái con? Con phải nhìn vô cái hình nè. Đúng rồi, con nhìn con quan sát nè. Thì một cái trái táo này nó bằng 3 trái nho. Ừ. Mãi chỉ để có 2 trái táo thì nó bằng 1 cái trái thơm. Thì người ta hỏi là trái thơm bằng bao nhiêu trái nho? Chứ nó lẹo 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 ha. Này, cái này phải cực thông minh. Thông minh. Ừ. Yeah, con mặt có thông minh đâu. Con có mặt mà con thông minh đâu. Nè con nhìn vô đây nè. Thì nó phải bằng 6 trái này. Đó, con hiểu chưa? Nè, chưa hiểu. Chưa hiểu luôn. Thì phải mua sắm thực tế quá. Mình qua danh anh chị nữa ngay. Phải thực tế à? Phải mua đồ thực tế. Ok, nè, Nhi tập trung nha con. Nè, một trái thơm. Một trái thơm. Thì bằng mấy trái bơm này? Đúng rồi, bằng hai con nhớ nha, bằng hai trái. Ok chưa? Bằng hai trái. Để đâu? Bằng hai trái, đúng không? Bằng hai trái chưa? Rồi mà bây giờ người ta hỏi là hỏi gì quên mẹ rồi. Nè, người ta hỏi là bà thơm này bằng bao nhiêu trái nho? Nè, bằng bao nhiêu trái nho nha, bằng bao nhiêu trái nho? Thì con điểm nè, ở đây là, ở đây
Cái khúc đó phải người lớn mới biết rồi. Em còn lận thận lúc đầu vô mà. Mới học lớp 1 mà học chi khó dữ vậy. Con hiểu chưa con? Trời chưa. Ơi, chết rồi. Dạ, em xuống là lấy trái cây đi. Không có. Chắc mai phải mua. Nè, mẹ chỉ lại cho nè. Ba mẹ mua. Nghĩa là mình hiểu rồi, mình không có biết giải thích. Có nghĩa là con chú ý nha, con chú ý như không? Có nghĩa là một trái táo này thì ba trái nho nè. Nè, đưa quà cho Nhi. Ngon lắm. Ngọc ơi, xé đi, ăn cái đi. Xé cho em chân. Con hết cái gì? Cái Ngọc ơi. Nghe vô trong rồi. Nè, học bài trước đi nè, còn có bài cuối cùng nữa nè. Nè, một trái táo này thì nó ba trái táo thì con cân lên nó mới bằng một cái trái nho. Con hiểu không? Thì cái trái táo này nè, hai cái trái táo này nè, hai cái thì nó sẽ bằng một cái trái thơm bự. Rồi nhưng bây giờ người ta muốn hỏi con á, là cái trái thơm á, trái thơm này thì nó bằng bao nhiêu trái nho này? Con hiểu không? Không, cũng có. Là mình phải suy ra là thành cái thằng này nó bằng ba trái này thì muốn cái thằng này nó bao nhiêu này. Con nói nói chung là 6 trái đó con. Thôi kệ đi, mốt rồi bán sinh tố con ơi. Thấy khó quá là thôi con. Nè con. Nè. Con bằng 6 trái vô đi. Ok, mốt lên lấy chim với ba. Ông ngoại với chị con rồi. Gì mà nó lẹo lẹo con lẹo lẹo lẹo. Chưa hiểu, hiểu đâu. Hiểu chưa? Chưa luôn hả? Vậy mai lên cô giảng đi. Là con cầm vô 6 trái. Cô giảng cũng hiểu đâu. Hiểu. Cô giáo mà anh. Dám đâu. Tại mình đời vậy mà mình còn chưa hiểu. Nè mai con. Hợp phụ huynh đi, anh nói chuyện cô giáo cho. Nè con, đi vô, 6 trái. Thôi mày giải thích tiếp cho. Vừa ăn mà vừa học là nuốt chữ. Thôi đừng khùng quá, dị đoan á. Ngày mai gỡ ra chữ này bay mất luôn á. Điền. Hiểu không? Con vừa học đừng vừa ăn con. Ngọc ơi, Ngọc ơi. Nè. Ngọc, ơi. Nè. Đang cơm rồi ba. Mẹ cho nè. Dư ơi, mẹ cho rau câu nè. Không chịu đi. Nè. Cái gì ba, tới khúc này mà còn căng nữa. Một cái trái sầu riêng mà nó bằng táo chứ không? Vậy thì hỏi nó nặng bằng bao nhiêu trái táo? Một trái sầu riêng. Đúng rồi. Chết, sao nhiều vậy? Sao khó vậy ta? Thì người ta đang hỏi là trái sầu riêng này nó bằng bao nhiêu trái táo? Rồi thôi đi, tôi tắt cái điện thoại, tôi tính cho con tôi coi nha. Ba mọi người. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.